có bàn thắng cho Sông Lam Nghệ An. Vẫn là tình huống cố định mà tôi đã nhắc đến, và lần này thì cái duyên ghi bàn của Hồ Tuấn Tài đã trở lại. Cho dù phải vắng mặt hai trận đấu vừa rồi, cho dù không được thi đấu chính thức ở hai trận đấu vừa qua, nhưng ngay khi được huấn luyện viên Đức Thắng tin tưởng thì Hồ Tuấn Tài đã hãy cùng xem lại pha bóng này một lần nữa. Khắc Ngọc treo bóng chính xác và Hồ Tuấn Tài đã nhô cao trước một đám đông các cầu thủ phòng ngự Sài Gòn để gõ đầu một cách chính xác. Chúng ta hãy cùng xem lại. Rất đông các cầu thủ Sài Gòn bật cao nhưng không ai